Rồi, mến chào cả nhà đã quay trở lại kênh Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở phía sau cánh đồng ruộng nhà mình các bạn. Thì đây có một đường thủy lợi nè. Thì hiện tại ở đây á, vào thời buổi là tháng 7, tháng 8 âm lịch nha cả nhà. Thì cứ vào thời buổi này á, thì con nước lũ lại đâu về ha. Thì hiện tại mình đang ở trong đê. Đó, nhưng mà cứ vào mùa nước lũ thì cái cây điên điển này nó lại rụng bông rất nhiều. Đây là một loại đặc sản ở miền Tây quê mình ha. Thì bông điên điển này mình có thể dùng làm được nhiều món ngon nha các bạn, như đặc biệt là canh chua con điên điển nè, với cà linh đó, hay là những cái món như xào, hay là làm những này những kia các bạn. Thì hôm nay mình và cháu mình đi hái bông điên điển về để về mình làm một món đặc biệt ở miền Tây mình, đó là bánh xèo đó. Mời các bạn theo dõi video, giờ bắt đầu mình đi hái thôi các bạn ơi. Đây cả nhà, thì hiện tại chỗ này điên điển mọc rất nhiều, đang rổ bông rất nhiều nè, rất đẹp luôn á này. Đó, nhìn rất đẹp luôn ha. Nãy giờ hai vườn cháu hái được mớ rồi nè. Đó. Thì đây là đường kinh thủy lợi ở phía sau khu ruộng nhà mình ha. Đường này cá nhiều lắm các bạn. Đó. Đường kinh này cũng rộng nha. Đây có mấy người ta đặt cái dến chỗ này các bạn. Đó, cá vô quá trời luôn nè. Xong dến có cua có cá nó nhóc chân nè. Thì bông điên điển mình có thể chế biến được nhiều món ngon. Như là mình xào nè, nấu canh chua. Món chua đủ loại, nhưng đặc biệt vào mùa lúa thì mà vào mùa nước, giờ đặc biệt vào mùa nước các bạn, thì bông điên điển này mình nấu canh chua cá linh ăn rất ngon ha. Đó, đây bông nó ra quá trời luôn nè. Nãy giờ bo đang hái bông điển được mớ nè các bạn. Hay cả nhà, cây này nó đang chỗ bông rất là đẹp luôn ha. Đó. Thì bên mé bên kia điện điển cái bông đẹp lắm. Đó. Đây nha, dài luôn một đường này ha, đường này có ai quá cho bông nha. Đây cả nhà, đây là cái bông điển này nó ra bông quá cho bông luôn nè. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi thì cả nhà ơi, nãy giờ thì hai vườn cháu á, mình hái cũng được một mớ rồi các nhà. Chắc giờ mình chuẩn bị mình vô. Đó. Đây số bông điển này chắc đủ mình làm nhân để đổ bánh xèo nha các nhà. Cái này cũng có ký bông điển. Đó. Ở quê mình á, thì vào mùa nước á nha, thì điển nó ra bông nhiều lắm. Đó. Thì khu vực đây là khu vực trong đê cả nhà. Phía ngoài đê thì nước nó có lam le rồi. Đó, nước bắt đầu đổ về rồi nha. Đây nè, mình quay cái đường thủy lợi nè. Đây hiện tại người ta đang bơm nước kia nè các bạn. Đó, bên kia thì bông điển ra bông nhiều lắm. Đó, quá trời bông điển nè. Bây giờ mình hái mấy anh đây không à. Ở đây hái mà cũng còn sót nhiều nè. Đường thủy lợi này thì cá nhiều lắm. Người ta đang đặt dến của nó nè. Đằng kia có một cái dến ở đây, mình lên quay cho các bạn xem. Rồi, đi vô bò ơi. Cầm đây con. Đây có cái dến này ha. Cái dến chỗ này cá nó đang vô quá trời luôn. Đó, cua nè. Mình phóng to cho mày xem. Có cua nè. Cua cá nè. Cua hai ba con cua luôn. Đó, cá đây là cái dến ở miền Tây mình nha. Người ta gọi là cái dến. Cái dến này thì đặt ở dưới kinh rồi đó, bắt cá rồi các bạn. Thì khi nào có nước thì mình đem lên ruộng đặt bắt cá lồng trong rồi ha. Đây dưới đường kinh này cá quá trời luôn nè. Đằng kia thì bông điển ra nhiều lắm. Đó, thì nãy giờ mình hái cũng được mớ rồi. Giờ mình vô mình làm thôi các bạn ơi. Đó, đi.
Mình mới vừa đi hai vùng biển vô xong ha. Thì đây bà xã đang làm thịt vịt nè, bầm ra để làm nhân làm đổ chung bánh xèo cả nhà. Đó. Thì thịt vịt này mình sẽ bầm nhuyễn rồi ha. Đó. Đang cắt thịt ra nha. Rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm món bánh xèo nhân thịt vịt bầm điện biển. Rồi thì cả nhà ơi, thì đây là mở vùng điển nãy giờ hai dưỡng cháo đi hái vô ha, lặt xong ha. À, đây để một hồi mình làm nhân nha. Còn đây là bà xã đang làm món nhân nè. Đó, đây là su đủ mình sắc miếng nhỏ nè ha, với vịt. Đó, mình làm chung, chút mình bỏ chung cái vùng điển này vô ăn ngon lắm cả nhà. À. Đang xào cho nó khô, nó sắc lại các bạn. Một hồi bắt đầu mình chiên bánh xèo, mình đổ bánh xèo, mình bỏ vô. Rồi đây cả nhà, đây là bột để mình đổ bánh xèo ha. Thì nguyên liệu mình mua bột ngoài chợ về ha. Mình bỏ thêm miếng đường bột ngọt với đây là mớ rau. Một hồi mình sẽ ăn chung với bánh xèo ha. Còn có dưa leo, rau cải, rau cần, rau cá nha. Một hồi mình đi xe ra vườn hái thêm một số rau nữa ha. Cúng mặn mày cúng gì? Nhưng mặn không mà cúng gì? Đây ha, đây là cái nhân mình đã xào xong rồi các bạn, khô ráo rồi nè ha. Hồi mình sẽ bỏ vô bánh xèo. Đó, hiện tại đang đổ nha cả nhà. Đó, hai chảo nha, hai chảo mới kịp nha. Đó, tại vì ở đây nó có một thao bột lắm. Đây bà xã mình đổ một cái, bên đây bà chị dâu đổ một cái ha. Bên đây là đổ nguyên liệu sống nha. Để nãy mình đã có ở chung rồi nè. Mới vừa ra một cái ga lò đó nè, ba cái. Đây, khi mình đổ cho bên điện vô ha, cho nó đầy hầm lại chín chín, xong bắt đầu mình bỏ vô thêm ha. Cắt ra làm hai con trẻ ra miếng cái miếng cũng được, bánh tráng thì cũng được, cái gì cũng được. Ăn đi ba, chưa ăn thái quang luôn đi. Xong đi mấy, đi cha qua ăn sớm cho bao tiêu. Không thiêu sữa, không thiêu sữa vô nó làm nước đá. Rồi chào cả nhà nha, thì nãy giờ bà xã cũng đổ được mấy cái bánh xèo nè, giờ mình đang chuẩn bị ăn ha. Rồi đó, thì đầu tiên mình sẽ gót mắm ga này, một hồi mình chấm nha. Này là mắm chua cay ha, đây là dĩa ga của mình nha. Thank you.
giờ ăn được ba con cái rồi nha nhà. Đó. Còn đây một thao, giờ còn nửa thao nè, hai người đổ không kịp ăn luôn. Đây đổ đang đầy dĩa nữa nha. Rồi đằng kia đang ăn cái gà, giờ cũng khoảng từ 6 giờ tối rồi. Đó. Rồi mình cũng xin phép cái video đây ha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.